Dạ vâng, thì Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10 2023. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối, thì Hải đang có mặt tại con đường Nguyễn Cư Trinh. Dạ vâng, thì hôm nay thì mình sẽ đi dọc đường Nguyễn Cư Trinh, sau đấy mình vào đường Thống Quỳnh cũng như là đi dạo quanh đường Phạm Ngũ Lão nha mọi người. Dạ vâng, thì buổi tối hôm nay thì Hải không vào được phố Tây Bùi Viện. Hôm nay thì mình sẽ đi dạo quanh phía bên ngoài thôi, và hẹn tất cả mọi người vào một cái dịp khác mình sẽ quay và cập nhật tại cảnh bên trong phố Tây Bùi Viện nha mọi người. Thì tuần vừa rồi Hải mới vừa quay rồi, nhưng mà mỗi lần mà qua phố Tây Bùi Viện là nó hay bị vàng tiền lắm, ảnh hưởng tới xấu tới kênh nên nhiều khi cũng lười quay luôn á. Hôm nay thì tại trung tâm Sài Gòn mọi người thấy tình hình đấy, mọi người đi chơi đi lại có vẻ là hơi vắng nha, hỏi thấy là nó vắng quá. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào đường Cống Quỳnh về đường Phạm Ngũ Lão, sau đấy mình về phía trước có chạy Bến Thành nha mọi người. Mọi người thấy không, vắng quá, quán ăn nữa bây giờ đông khách này, nhưng mà người đi ra đường thì có vẻ là hơi ít, quán ăn quán cà phê thì có vẻ là đông khách và nhộn nhịp đấy. Bây giờ thì mình cùng rẽ trái vào đường vào đường Cống Quỳnh này. Thực sự là đêm nếu mà mọi người ở Sài Gòn thì cứ xách xe đi lượn vòng 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 thì cho nó mát mẻ dễ chịu, tối về ngủ cũng được, không thì đi bộ cũng được. Đi bộ thì nó hơi mỏi chân một xíu nhưng mà nó lại có sức khỏe hơn. Đấy. Đi bộ thì có phố Tây Bùi Viện này, hoặc là phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi cuối tuần. Vâng, thì ngày hôm nay thì chắc là ngày hôm nay thì tại phố Tây Bùi Viện cấm xe rồi nên mình cũng không đi vào nữa, đi qua chỗ này một xíu thôi. Phía bên này là phố Tây Bùi Viện đây mọi người. Đây đấy, xe tới vui chơi này, khách nước ngoài. Đêm nó đông đúc quá, khó mà đi vào chen ở bên trong. Ngày bình thường này mình đi thoải mái đấy, nhưng mà cuối tuần như thế này thì khó lắm. Đi giờ này mình cùng về với chợ này luôn. Chợ này thì đa dạng đồ ăn lắm, nhiều đồ ăn rồi các thứ, là nó buôn bán về đêm được nhịp, đồ ăn vặt này, nước này, cà phê. Khu vực này có vẻ hơi khói, nhìn hơi ấm ấm. Đây, bán này, đồ ăn đêm mọi người. Tấm này, cún này, phở này, sinh tố này, ui đây đồ ăn đa dạng cực kỳ luôn. Đây bên này là bánh mì chim chạy, trái cây. Dưới này là hủ tiếu 30.000. Các cái sạp này quanh quanh chợ là đóng cửa nghỉ hết rồi. Giờ này đi vào đường Phạm Ngũ Lão mà xe cộ thì cũng đông ghê luôn. Bên này có cái quán karaoke này, bên ngoài có hai em út thật dài đang ngồi đó ăn khách. Hôm nay cái đường này nó tắc ghê luôn nha. Và cái xe buýt này nó hỏng này nên nó tắt cái đoạn này sao.
tiếp theo là mình tới với đường Tư, đường Đỗ Quang Đậu, tới nhau với đường Ông Lão nhé. Dọc dọc này thì có cái chành xe mọi người. Đấy, dọc này là có cái chành xe này. Nhưng mà giờ này thì cũng không có người vì xe nó đâu vào đâu. Đấy, tầm khoảng 10 giờ thì khu vực này tập trung rất là đông. Dọc này thì cũng có một số khách sạn, rồi nhà nghỉ, có massage. Viên 23 tháng 9 này tối cô chú anh chị mình ra đây vui chơi đông thế nhỉ. Người tập thể dục, người thì đi bộ, người ra ngồi nói chuyện với người thân, đông ghê luôn. Quán massage này đang ngồi quán đấy, còn khách hai ba quán liền kể nhau luôn bên này nữa đấy, spa. Đấy, bây giờ thì mình vào đường Đề Thám nhá, gọi là đi qua cái chỗ phố Tây Bùi Viện một xíu đó. Chỗ này thì có chỗ bãi giữ xe luôn mọi người, nhưng mà dưới đây thì nó hơi mắc một xíu, 20.000 một chiếc. Có thể gửi bên đường Phạm Ngũ Lão nó rẻ hơn, 10.000 thôi. Hôm nay vắng ghê luôn. Hôm nay vắng ghê luôn đấy, không ngờ là hôm nay Bùi Viện vắng. Đây gì này, quán xá này, mình có khách luôn. Hôm nay thì cấm xe cộ đi lại mà đường rộng thênh thang luôn. Hôm nay không thấy có đậu dưới vỉa hè luôn này. Tây thì tới Việt Nam uống, bây giờ chả ăn uống gì đó. Chỉ có làm chai bia rồi ngồi ngắm xe cộ đi lại, mà bia thì đây nó rẻ 30.000 à một chai. Vâng, thì bây giờ thì mình sẽ đi lên trên này một xíu đấy, chờ lát nữa mình sẽ quay lại. Cùng chỗ này đi lại nó hơi khó một xíu. Vâng, thì ra đến đường Hướng Đạo thì mọi người thấy thế nào? Thấy rất là đông và náo nhiệt, rất là thích khi một khi mà vào con đường trung tâm Sài Gòn này, đông vui lắm, gì cực kỳ là đã luôn.
muốt, ăn mặc khá là mát mẻ luôn, đi chơi. Thì hôm nay thấy có gắn những cái tấm bạc mới hết rồi này, thì khá là lạ này. Đấy. Thì thành phố Văn Minh lịch sự không béo bậy, đây nó kiểu nó béo bậy nhiều quá, bây giờ người ta sợ quay bạc lại. Quay bạc quanh khu vực này luôn đó. Metro bến này Suối Tiên. Luôn à.
rồi mới qua được cái khu vực này luôn. Chặt cứng luôn. Takasamiya khá là đông, vì khách nước ngoài mọi người này. Nước bên ngoài thấy đông không? Một đoàn khách luôn, mấy chục người. Đây đang tổ chức ca nhạc mọi người. Ca nhạc Việt Hàn này. Mời vào xem tí không? Tối hôm qua thì tối hôm qua có nhưng không phải tối hôm nay mới có ca nhạc mọi người. Rất là đông luôn mọi người, tập trung đây. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây hết rồi mọi người. Thì mình sẽ đi dạo, đi từ đây xuống bên dưới kia nhá, và đi lên. Thì nó sẽ là một cái gì đó để mọi người nhớ lại về cái tuổi lớn hơn, chúng ta đã từng lớn lên với nhạc K-pop như thế nào. Và hy vọng rằng là mọi người đã thích phần trình diễn vừa rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người thích vỗ tay cái thằng to nữa trên cao được không ạ? Nhưng mà có một điều anh quan tâm hơn nữa là anh thấy rằng là em hát tiếng Hàn rất là tốt. Không biết là phải là em cũng yêu mến rất nhiều về văn hóa Hàn Quốc cũng như là K-pop đúng không? Mình có tập luyện nhiều hay không? Ngày xưa thì em cũng rất là thích nghe nhạc K-pop. Và bây giờ cũng vậy, Bây giờ nói chung là em thì là nhạc gì hay thì em sẽ nghe. Chứ không hẳn là mình sẽ nghiêng về một cái đất nước nào mà mình yêu thích hết. Nhưng mà Hàn Quốc cũng là một trong những cái đất nước hiếm hoi thú vị mà em thật sự là em đào sâu vào, em nghiên cứu cũng như là em học luôn cái tiếng của họ để mà mình đua idol. Ngày xưa em cũng có thích một vài ba nhóm, ví dụ như là nhóm XID em rất là thích. Thì xem show nè, rồi nghe nhạc thì mấy đầu em không có hiểu, em tức quá. Cho nên là em mới quyết tâm là mình học tiếng Hàn luôn để mình đua mấy chị. Thì bây giờ buồn thay là mấy chị không có còn là một nhóm nhạc không có còn hoạt động nữa, nhưng mà vẫn luôn luôn là nằm trong trái tim của Orange. Và cũng như là cái nền âm nhạc Hàn Quốc bây giờ nó cũng phát triển rất là lớn, cũng như là nền âm nhạc của Việt Nam, và em cảm thấy rất là tự hào về hai nước. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và tin chắc rằng là với những phần thể hiện trên sân khấu tối ngày hôm nay cũng là một cách để đem văn hóa, đặc biệt là âm nhạc của hai quốc gia. Vâng, khi mọi người thấy nó rất là đông, mọi người tập trung xem ca nhạc. Nhưng mà có vẻ lần này thì không náo nhiệt so với lần trước ở Anh thì đông vui hơn và náo nhiệt hơn rất là nhiều. Có các bạn muốn nghe Orange hát một bài nữa, không biết là mọi người muốn Orange hát bài gì lúc này ạ? Bài gì ạ? Mọi người yêu cầu em hát bài Có đau gì đâu một mình. Bữa nay mình xin phép mình đau chung nhiều người không ạ? Có đau mình đau cả mọi người không? Ok. Nó là điều mời, mình bây giờ chơi gì nữa. Hãy cùng mình có đau là gì đâu, mong mơ. Let's go.
ngày hôm nay cấm xe, có vẻ là khu vực này nó hơi vắng một xíu mọi người. Đây, nhìn vắng ghê luôn, mọi người tập trung về cái bên trên này hết rồi. Trùng về phía bên sân khấu đông ghê luôn. Thank you.